Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Trời ơi, CC khoe cái này mà không mê nữa thôi á. Đây, đen đen đen. Các bạn biết cái này là cái gì không? Tại sao nó lại vuông vuông như vậy, nó lại như vậy? Đây là cái giỏ đựng đồ make up, đựng đồ trang điểm. Nhưng nó tiện lợi cho người Việt của chúng ta ở cái này. Thí dụ như các bạn bỏ đồ trang điểm vô đây, thí dụ như ngày hôm nay người yêu tới rủ em ơi chúng ta đi khách sạn để hưởng thụ hoặc là gì đó, hoặc là đi đâu chơi gần 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 gần, bỏ một cái quần sọt, một cái áo thun hay là một cái gì đó, thí dụ đi chơi một ngày hai ngày về đi ha, bỏ vào đây một chút xíu đồ trang điểm, một hai bộ đồ ngủ, tinh 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 xách cái này thôi với cái bóp cầm tay của các bạn sang trọng lịch sự, không cần phải đeo túi đeo vai đeo này đeo kia tùm lum hết, một cái này thôi các bạn có thể đi chơi được một vài hôm nè. Một hai bộ đồ tại CC có, CC biết, CC cũng xài cái size này luôn nhưng mà là cái loại khác. Trời ơi, có loại này CC nhiều lắm, mua nó lớn lớn như vậy một chút nó tiện lợi, bỏ được hai bộ đồ ngủ, đồ lót và những thứ linh tinh của chúng ta. Một cái này là đủ rồi, không cần vali kéo khệ nệ mang đồ tùm lum tà la làm chi mất công, nhiêu đây là đủ rồi, vừa sang trọng vừa lịch sự. CC có nhiều lắm, nếu các bạn nào thích những cái loại mà nhỏ nhỏ cũng được để xách đi đâu đâu đó thì cho CC biết, nhiều hiệu nhiều loại. Các bạn chỉ cần nói em muốn mua cái giỏ mà đựng đồ trang điểm thì CC lựa cho các bạn. CC mê đến mức độ mà cái loại giỏ đựng đồ trang điểm như vậy CC mua của LV luôn đó. Vì sao? Khi các bạn xách đi đó, CC nói thật đó, nó tăng cái vẻ đẹp của các bạn. Và người ta nhìn đó, bạn sành điệu lắm. Vừa sang trọng vừa sành điệu. Vì sao phụ nữ của chúng ta đâu cần phải xách cái gì nhiều? Một cái bóp đeo ở trên vai và trên tay chúng ta cầm một cái giỏ trang điểm như vậy. Nhưng mà ở bên trong chúng ta đựng gì thì chỉ có chúng ta biết thôi, không ai biết. Đó là phụ nữ đi du lịch, đi chơi xa. Các bạn có thấy CCD không? Một cái vali, ở trên cái vali có một cái bóp nhỏ nữa. Là như vậy các bạn. Vừa sang trọng vừa lịch sự. Phụ nữ là luôn luôn phải có một cái bóp đựng đồ trang điểm. Ha, đó. Thì bạn nào thích, thích cái lớn, thích cái nhỏ, thích hàng hiệu hay không hàng hiệu cho CC biết. Những cái loại đó thì không có đắt tiền nhưng mà cái này đắt tiền. Cái này á, bữa đó nó bán ra là 58 đô mà nó sale có 20% mà. Nhưng mà vì nó quá đẹp CC chưa có cho nên CC mới phải mua. Thứ nhất nó lớn, thứ hai nữa là hiệu Tommy. Mà CC quần áo hiệu Tommy nhiều lắm cho nên là CC cần phải mua. Với lại nó có cái màu hồng hồng này nè. Đó, hồng hồng là CC thích lắm. Đây các bạn. Nè các bạn, rộng lắm. Đó, nó lớn như vậy lận mà. Tha hồ các bạn đựng. Đựng nhiều đồ lắm. Một vài bộ đồ và đồ trang điểm như vậy thôi. Xách đi sang trọng, lịch sự. Rất đẹp. Mặc đồ gì cũng xách được hết. Nó tăng cái vẻ đẹp của chúng ta. Là ở những cái phụ họa như vậy các bạn. Đó. Nè, dưới đất nè. Đó. Ở đằng sau lưng thì như vậy. Nè đó các bạn thấy không? Sang trọng mà đẹp lắm. Các bạn nào thích mua liên hệ với anh Sa. Nếu muốn CC để lại cho cái này, CC đi kiếm cái khác ha. Là muốn mua những cái hiệu khác mà cái dạng cứ nói với CC là em muốn mua cái giỏ đựng đồ trang điểm là CC biết rồi. Nè. Tuyệt đẹp luôn. CC đang muốn tìm mua hiệu Polo Nike West, Puma Nike, hết tất cả CC có nhiều lắm nhưng mà này chưa có. Đây. Thì các bạn nào muốn mua CC mua giùm cho tại vì nó còn. Nó sale có 20% cho nên nó còn. Chứ nếu mà nó sale 50% thì chắc cũng không tới phiên CC rồi. Nhưng mà thích quá là mua thôi. Thích lắm các bạn. Mê lắm. Nè. Đó. Thôi CC xin được tạm ngừng video ở đây nha. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye.